Lâu quá không gặp anh. Em ngồi xuống đây cắt tóc cho anh nè. Hả? Kiếm ghế hả? Sao rồi? Cái trời nè. Xin chào tất cả quý bà con cô bác và các bạn. Bữa nay đi xuống dưới đây gặp Út cắt tóc cho anh. Sao mấy hôm nay có ai xuống giúp đỡ cho đồ gì không anh? Đâu có gì. Dạ. Đâu thấy đâu, đi bán đồ xe cô đi về. Đi làm da chai hả? Dạ. Hôm nay làm được gì rồi? Đụng dễ chai này vậy. Tóc này dài quá giờ hết kiểu gì? Ngắn là được rồi. Tóc ngắn hả? Dạ. Yeah. Cao hơn nào tốt nữa. Kiểu gì? Tóc ngắn thôi không? Dạ. Tóc cua hả? Dạ yeah, sao cũng được. Ngày em đi lụm da chai được nhiêu tiền ha anh Phúc? Mười mấy 20 rồi. Vậy hả? Cả ngày trời có mười mấy 20 đồng hả? Không có lượm ban đêm với ban ngày nắng. Đi ban đêm lụm hả? Dạ. Lụm ở đâu? Thì mấy cây xăng nữa. Mấy thùng rác đó. Là gì vậy? Rẻ. Rẻ hả? Lúc này hết chí rồi hả? Ra hết chí rồi hôm trước rồi. Không có được. Trời ơi, hôm trước chắc chí không luôn. Lúc này giờ giỏi rồi. Lúc giờ mấy con chí nó sợ anh rồi. Chạy đi hết. Xong rồi đó. Cái đầu đổ nó thế 5 phút thôi. Hả? Dạ. Cẩn
tượng gì hả? Không, đào sâu. Phở cầu râu được không? Sao không được? Mặt anh để làm râu cũng đẹp quá anh Phúc. Cạo hết luôn ha. Sao ai cạo cho anh hàm dưới vậy? Rồi xong rồi anh Phú ơi. Rồi bên này đó. Bên này xong. Nè 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 nè, nhờ nhờ anh lụm ba cái tóc lên em. Để bay tùm lum. Đưa để tôi quăng nha. Cái tóc của ảnh em hớt màu quá trời luôn nhỉ. Tóc sạch. Hả? Sạch. Sạch mà cứng. Chút xíu à hả? Sạch mà cứng nè. Để tóc. Để chưa được 5 phút nữa mà xong nè. Cái đầu. Để cạo luôn với con gì đó. Nó ghế em sửa. Để chết chết một tuần ha. Cạo nhìn ghê. Sát chút nữa tại bên đây nhỉ. Đâu ôi em thật chứ. À, cái đầu gì như cái tổ chim vậy không biết nữa. Sát xuống nữa đi. Sát nữa hả? Ừ. Nữa thôi cạo đầu luôn cho rồi đi. Còn nữa là sát. Hỏi nhổ. Hết bệnh rồi. Nữa hả là sát? Nhổ hoài cái này. Thank you.
có khi là cái này dọn dẹp. Đừng dẹp cho sạch sẽ anh Phúc ơi. Phúc. Để về được thôi cậu. Rồi đi. Nhìn vậy đẹp thôi cả. Làm sáng chút rồi đi. Một cái làm sáng chút rồi. Chỗ anh nhổ ra. Mỏi. Dơ quá, anh gội cái đầu. Đầu dơ quá đi anh ơi. Gội đầu cho anh cái đồ này. Lấy đồ nó xịt lên. Đúng rồi, ông nó tắm. Hả? Ừ. Bao lâu rồi anh tắm? Đúng rồi. Chắc cái đầu đất không gì chắc lâu lắm rồi phải không anh? Qua bỏ gì anh cả. Vậy hả? Đồ quần áo anh có không? Hả? Không. Bây giờ tắm rồi lấy đồ đâu bận trời. Tối rồi. Rồi ông rơi tối đốt luôn anh Đức. Đấy hả? Gì đâu mà mình máy quần áo gì mà dính đất tùm lum hết trơn à. Bữa nay ở dưới cái suối nè. Nước nhiều nè anh Hải. Đâu đâu em anh đi xuống suối coi thử anh hả? Đó. Để chú em kêu chồng em lấy cái chai xà bông xuống cho mấy anh tắm gội đầu đồ luôn. Anh có người nào anh tắm không? Có chứ. Hả? Có chứ. Có sao cái đầu gì đâu rẻ không đây nè. Đó là hầu á. Anh xuống tắm luôn đi. Hả? Phải tắm chứ làm xong rồi. Tắm không? Bữa nay tắm không? Tắm chữ sơ sơ thôi. Tắm luôn đi anh Phúc ơi. Nãy anh xuống tắm nè. Cắt tóc rồi kêu tắm luôn á. Thấy không? Coi cái đầu ngứa coi còn gãi gãi kìa. Đây nè. Xuống chỗ này nè. Hôm bữa anh đậu xuống đây chỗ này tắm. Ai ngồi đó rồi trời. Ai ngồi đó anh hỏi. Anh này phải Việt Nam không anh Hải? Ờ. Việt Nam Mỹ. No, Cambodia. Lạnh không? Chờ 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 chút xíu.
Để chút xíu đem xà bông xuống anh Hải ơi. Tắm luôn. Rồi hai anh thì đi xuống tắm. Bao lâu rồi anh không tắm mà anh Phúc? Không gọi chứ. Nè hả? Bà tắm sơ sơ à. Đây nè anh ơi. Đây nè. Ở dưới đây. Giờ đi xuống tắm chà răng. Chồng không xuống xuống dưới đây kiếm không ra. Thôi rồi. Sợ ướt áo rồi. Cung dữ vậy nè. Đều. À, mặt cái mặt còn xà bông không? Cái mặt còn xà bông. Rửa mặt. Khăn rồi, anh rửa mặt cái đi. Rửa mặt cái đi. Nước đâu mà lội. Hay hay rồi sao?
Đi là tắm kiểu này hết à? Rồi, thôi. Là bao nhiêu? Có nhiều tắm. Ở trước tôi ở trên đường số 10 nên đi mỗi lần ấy xếp hai xô nước. Tới cái chỗ nhà người ta có nước xin. Đây nước cô không lạnh mấy đâu ha. Không lạnh mấy đâu. Đâu để mình gần đây. Hơi lạnh thôi. Lạnh dữ lắm. Cúi đầu xuống rồi. Cúi đầu xuống. Tối nay em bảo đảm với anh đó, cái đầu anh nhẹ đó. Hả? Nãy sao bông anh trà rồi nè. Để đất dính ở đầu nặng lắm nè. Bay mịt trời á. Hả? Bay mịt trời á. Bay cái gì? Bụi á. Bụi bay mịt trời. Chỗ đen đen là còn cát không? Tại sao lái xuống lội? Không có đâu. Lội gì? Lội đâu đó được rồi. Rửa tay rửa mình đi anh ơi. Chà trên mình cho nó đừng có dơ đất đó. Chà nước cũng chiếc đèn nữa. Bộ đồ anh đem xuống cả. Chẳng thay thôi. Xe ra phải không? Dạ khỏe. Mấy quần này vừa vừa không? Vừa luôn. Mát mẻ. À, xong rồi cho cái mù luôn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi là nãy rồi anh làm gì anh dịch dịch cái tóc. Ngứa, ngứa. Ngứa. Ngứa cái gì chồng? Không biết không ngứa. Ngứa trong cái đầu á hả? Không quen rồi. Yeah.
đi ngang thơm phức à, gội đầu tắm xong rồi xích dầu thơm nữa. Ở đâu anh có chai dầu thơm nhỉ anh Phúc? Mưa nhiều lắm, chai có 1 đồng à. Chai 1 đồng? Chai 99 xe máy á. Ở đâu? Đây này á. Tôi mua là tôi đi bán xe cồ, tôi mua khoảng 10 mấy 20, có cái ít tiền thì mua 10 đồng thôi. Không. 10 đồng mua 10 chai à? Trời, sao mua cái gì nó cũng bán đồng. Kem răng bình chải cái gì nha. Tôi mua cái để đó là mấy anh em nó mẹ gì vậy, nó thiếu rồi nó chạy cho nó đi. Cứ ngủ cứ thôi. Nhiều kẹp. Anh ở Việt Nam còn mặt con nhiều không? Có chứ, nó đi rồi. Gì hả? Để phim này lên cho bà con thấy rồi có ngại không? Không ngại. Không biết mình đâu. Nó có biết mình không? Quê nhau hết rồi. Khổ quá. Đợt mấy anh mà còn mấy anh Việt Nam ở ngoài chứ cái thời mà tới thời của con của em là nó biết cái chuyện này đâu. Thế là sau này đâu có cái vụ mà người lớn đi qua bên đây vậy đâu. Trời ơi, ở đây homeless lúc nào không có, cái nước nào không có homeless. Tụi Mỹ trắng nó cũng homeless vậy. Nhưng mà nó ở chung với mình nó chịu không nổi, nó phải đi chỗ khác thôi. Chung với anh chịu không nổi là sao? Nó ở chung với Nam chịu không nổi. Là tại vì mình ở dơ quá nó chịu không nổi thôi. Nó ở dơ mình nó cúi hơn nữa. Chứ vậy hả? Nó làm biết hơn mình nữa. Chứ hồi xưa, hơn hồi xưa chỗ chăn gồ rồi bên kia quê mặt nó ở nó cúi lắm. Đi vô khu đó là chịu không nổi. Chứ tưởng mình ở dơ hơn người bị trắng nó chạy hết. Thì anh nói dơ. Đây anh quay cho anh xin lại máy đó. Xin Phúc giờ xin gì? Hả? Xin gì? Đâu xin gì đâu. Không, anh xin đồ ăn ha. À, đồ ăn. Hả? Đồ ăn có tiền cho nước mấy đồng. Nước mấy đồng thôi ha. À, ít tiền. Vậy hả? Để ta hết đồ rồi cái xe ta phải nhịn luôn. Còn mấy đứa đó nữa. Cái đó với cái này hai cái khác nhau đi. Không, cái đó tô để mình cho anh ơi, tô bự. Tô bự để nhiều khi ở đó cái tô nhỏ nè, rai nè. Mama đó. À, mama dùng được rồi. Rồi, ok. Có coffee không anh? Yeah. Đây nè anh ơi, em thấy đây nè. Đúng chú bò gì? Lớn á, một bịch bằng 4 bịch của người ta. Nên em chia ra. Rồi. Anh uống cà phê. Đó, em đi uống luôn. Em đi uống luôn. Rồi, được rồi. Được rồi. Em uống uống được chứ. Vô làm uống gì đâu. Rồi, ok, cảm ơn chị. Rồi, đây lấy bánh mì đồ nữa nè anh ơi. Pha sữa bò đó. Sữa bò pha phê uống ngon hả anh? Mắm không? Dạ, yeah, thật ra là ngon á. Ngon hả? Tao mua con cá. Thì tôi mua hoài chứ mỗi lần đi mua. Phiền lắm.
Việt Nam mình thích nước mắm à? À, mấy thằng Mỹ nó không biết, để ngoài lại dở nước quăng à. Dạ. Chờ cái này quá ngon. Nhiều lúc bực tức chứ. Anh em chị Hai. Cầm nó đi. Cầm thủ đi chứ ai gì hết. Ăn bánh mì anh ơi, bánh mì. Có bánh mì không? Có luôn cái đó hả? Rồi tôi đi làm bệnh viện chưa? Đâu có biết làm gì, chuẩn bị đó chứ. Anh chuẩn bị, anh có xe à hả? Ừ. Anh ở trên xe hả? Anh muốn chuyến nào là không được. Đi rồi nè. Không, không, ý em hỏi, em hỏi là anh ngủ trên xe rồi hả? No, không có xe của ông bạn á. Xe của ông bạn xuống dưới đó nó chơi đó, xong rồi nó làm nhà xong rồi. Thì còn nhiêu là nó cho hết dụng hết á. Wow, sao ok. Bạn ngang kêu. Có ông này cũng ở trên xe nè. Dạ. Mà phương hiệu ống người Phi chứ không phải người Việt. Dạ. Có được ăn ống ăn bì gì cũng được. Anh tên gì anh? Hả? À, Ly. Anh Ly hả? Ừ. Trời ơi, đi chuyện muốn chết tự nhiên đâu rồi đó. Nè, quay phim vô YouTube hả? Dạ. Dạ, dạ tôi thành người nổi tiếng á. Dạ. Nhưng mà đeo mặt nạ đâu, thấy mặt mũi đâu. Đâu biết mặt anh là ai đâu. Ừ. Giờ anh dở mặt ra đi. Làm thiện nghĩa hay đâu cần phải biết tên tuổi làm gì, đúng không? Đúng không? Làm thiện nghĩa là từ tâm. Cái này á. Em hỏi rằng em biết em kêu. Cái này biết sao không? Tôi lấy là tôi phát lại cho người khác. Tôi ăn chay bởi vì cái này là cho người mấy người hôm lết người ta buổi chiều ta tới ta mua rồi đó. Ở đây không có đồ ăn. Mua rồi đó tôi thấy mà bởi vì trong xe tôi lúc nào cũng có đồ ăn cho họ. Họ khát nước thì tôi có nước tôi cho họ uống. Dạ. À, còn nếu họ đói thì cho họ ăn. Còn tôi ăn chay. Okay. Anh ăn chay trường hay gì anh đi? Chay trường. Dạ. Trời ơi, ăn mặn thì nói chơi mà. Nếu có đồ ăn chay thì tôi vui, còn đồ ăn mặn thì tôi cũng nhận cho lại người khác. Dạ. Ok. Rồi thank you nha. Nói khỏi mất công đi chợ rồi đâu có tiền mà đâu mà đi chợ chứ. Rồi còn gì cho nữa không? Cà phê hả? Cà phê thôi, tôi không muốn cà phê. Không muốn cà phê. Có gì cho. Anh đậu sao nay gãy đầu dữ rồi. Chuẩn bị đi tắm nè, chứ giờ ngứa rồi không lẽ ở giờ. Chuẩn bị đi tắm đi. Khoan cửa lên chiếc xe người ta còn có 5 phút nữa xong rồi. Vậy là 5 phút nữa đi tắm luôn á. À, đi về xong rồi đi tắm xong rồi xách xe chạy đi tắm chứ. Rồi chạy được nè. Đi tắm thay quần áo được chứ mát mẻ chứ. Nắm cục tiền để cho trước mặt cho cái thằng thằng A để cho nó mất hồn. Đây. Em lên chiếc kịch của tao rồi. Mày nghĩ sao? Trước khi tôi đi rời khỏi lục địa này tôi muốn làm cho mình một chuyện thôi nhưng mà tao chưa biết là chuyện gì. Dạ. Yeah. Thôi nhờ nó ác cột ra phía trường gấp. Ác cột đi đã thôi. Đừng khỏi mất công. Ô, nay anh Đậu đeo đồng hồ Rolex hay gì chứ, vậy? Chứ, không phải Rolex nhưng mà đồng hồ ai xin tôi cho nhưng mà ok. Vậy ai xin tôi cho hả? Ai xin tôi cho. Nhìn xa mẫu giống Rolex quá vậy? Oh, Rolex mà ăn thua gì. Rolex có 15 ngàn à. Omega 25 ngàn, Long Vinh 25 ngàn. Rolex có 15 ngàn. Quên lâu lắm mới thấy cái con cá này đó, chuẩn bị là đậu ra là thêm đó, cái này là nai với nữa. Dạ. Chuẩn bị đậu ra thêm à, từng cái đi, từng cái sẽ coi đậu làm à, thêm là 3 số 9. Đó, là đúng rồi, 1 số 9 đâu, bây giờ đậu làm là 3 số 10 chứ, làm cái hơn người ta chứ, làm thương người ta làm cái gì. Cà phê luôn.
nữa anh ơi. À, từ từ chứa xong rồi cậu phải chở một xe này mới hả rồi. Chở cà phê phải không? Thôi cà phê chứ phải cà phê. Mì tô ăn hao đô quá, cho mì gói được không? Mì gói mì ly mì tô hao đô quá. Anh Đậu, em anh Đậu, em thấy anh cái đầu anh cũng dính đất nhiều quá rồi. Hay đi tắm đi. Trong thịt đó thì bây giờ đi lấy xe hàng gì ăn cái rồi đi lên chạy xuống tầng lên bên đây mà đi đâu lên tầng chạy xuống ầm chấm một cái cho nó đỡ rồi chúc em quay anh đi tắm. Ok, cảm ơn thế chứ còn tắm chứ giờ trời này hỏi chứ không tắm là chuyện lạ. Dạ bây giờ ra xe đây ở cái chỗ này là cho coi cho bạn nó cần cái gì đó là ok cho nó lấy một ít đi, cái đậu không có đẩy gì nhiều đâu điên á. Ok, turn left. Anything material you wanna take it. Anything material you wanna take it. Huh? Yeah. Yeah. Cảm ơn. Ai cho là lợi giúp. Okay. You already give me a hard time. Okay, cool. No, I can do if you want to. I got a chemical for you. Looking for Anna Marie? You know the older Mexican lady? She gone. No, she comes Marie? Đây là chiếc xe của ông bạn. Còn đây là chiếc xe free. Anything free. Vậy chiếc xe này là coi như cho anh ở đây hả? Free luôn, không coi, không có ở gì hết á. Dọn dẹp clean và cái chết của đậu. Không có cần gì hết. Coi như là ta cho anh ở trên đây hay gì anh Đậu? How about the full service đi? The full service đi. Anh Đậu ơi, coi như cái xe này người ta cho anh ở trên đây hay gì? Không phải cho cô, xe này là xe người ta anh trộm xong rồi người ta thù ghét, người ta đập phá chiếc xe này đó, chứ cho cái gì cô. Vậy hả? Ờ hả? Đậu ở Bạch Kinh, đậu có quyền dọn dẹp, đậu cần cái gì, đậu lấy còn không cần là cho nó quấy. Vậy hả? Cái gì đó, ờ hả? Cái này là phô, cái này là người ta phất chát thân rồi ra người ta mới đặt xe. Anh Đậu, anh nói hồi nay là ảnh liên cái xe.